Đối phó với Trung Quốc, Indonesia muốn tăng gấp 3 số lượng tàu ngầm. Hãng tin Asian News International ngày 30 tháng 5 dẫn nguồn tờ The Nikkei cho biết, chính quyền Indonesia đang có kế hoạch mở rộng lực lượng tàu ngầm nước này lên gấp 3 lần quy mô hiện tại nhằm đối phó với các động thái gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Thông tin được đưa ra chỉ khoảng một tháng sau khi một tàu ngầm của nước này bị chìm khiến 53 thủy thủ thiệt mạng. Cụ thể, tháng trước, tàu ngầm KRI Nagala 402 của Hải quân Indonesia cùng với thủy thủ đoàn 53 người hôm 21 tháng 4 chìm ở vùng biển cách đảo Bali khoảng 96 km về phía Bắc khi đang tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện bắn ngư lôi. Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết tàu ngầm Nanggala 402 có lượng chón nước 1.395 tấn, được chế tạo tại Đức năm 1977, gia nhập hạm đội tàu ngầm Indonesia từ năm 1981. Con tàu đã trải qua đợt đại tu kéo dài 2 năm ở Hàn Quốc trước khi trở lại hoạt động năm 2012. Quân đội Indonesia nói rằng có thể con tàu gặp phải sóng mạnh nên đã mất kiểm soát. Như vậy, hiện Indonesia chỉ còn 4 chiếc tàu ngầm và vừa đặt mục tiêu nâng số tàu này lên 12 chiếc. Đồng thời, Indonesia cũng sẽ tăng số lượng tàu hộ tống. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết nước này sẽ tăng cường đầu tư mua sắm quốc phòng sau tai nạn tàu ngầm mới đây. Về tàu ngầm, Indonesia đang theo đuổi một thỏa thuận hợp tác sản xuất với Hàn Quốc. Pháp, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ngỏ lời muốn bán tàu cho Jakarta, còn Nhật Bản đang tìm hiểu khả năng xuất khẩu tàu ngầm cho Indonesia. Theo Nikkei Asian Review, nước này đứng thứ ba thế giới về diện tích mặt nước trong vùng đặc quyền kinh tế. Thế nhưng quy mô hạm đội tàu ngầm vẫn quá mỏng so với những nước như Nhật Bản. Nhật Bản xếp thứ sáu thế giới với 20 tàu ngầm. Vụ tai nạn tàu ngầm khiến Indonesia cảm thấy cần phải khẩn trương nâng cấp hạm đội tàu ngầm, chưa kể sự xâm nhập liên tục của các tàu Trung Quốc trong vùng biển quanh quần đảo Natuna. Việc Bắc Kinh thông qua luật mới để cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài là những lý do khiến Jakarta thấy cần phải tăng cường hoạt động trên biển. Theo chuyên gia Khairul Fami thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Chiến lược Indonesia, nếu thực hiện thành công thì việc tăng tàu ngầm sẽ giúp Indonesia dễ dàng tiến hành các hoạt động giám sát ở những khu vực mà các tàu tuần tra thông thường khó tiếp cận do không đủ hỏa lực. Hơn nữa, ông Fami còn khẳng định việc tàu ngầm gia tăng giám sát cũng sẽ giúp giảm sự hiện diện của các tàu nước ngoài ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna của Indonesia, vốn là khu vực thường xuyên xảy ra va chạm giữa tàu nước này và tàu Trung Quốc. Indonesia ngày càng trở nên cảnh giác đối với những vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế, EEZ, Kể từ khi tàu hải cảnh Trung Quốc hồi năm 2016, ngăn cản tàu tuần tra Indonesia bắt giữ một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng biển phía bắc quần đảo Natuna ở phía Nam biển Đông, trong năm qua, Jakarta cũng đã trở nên cảnh giác hơn với tình trạng tàu khảo sát Trung Quốc đi qua vùng biển Indonesia ngày càng nhiều. Mới đây, trong tháng 1 năm 2021, trưởng phát ngôn viên cơ quan an ninh hàng hải Indonesia, Bakamla, Wisnu Pramandita khẳng định hệ thống nhận dạng tự động AIS của một tàu khảo sát Trung Quốc không hoạt động trong hai lần khi đi qua vùng biển xung quanh Natuna. AIS là hệ thống theo dõi cung cấp thông tin về vị trí của tàu. Những tàu khảo sát của Trung Quốc bị tình nghi thả thiết bị không người lái được dùng để vẽ bản đồ dưới đáy biển và những điều kiện khác có lợi cho tác chiến tàu ngầm. Sau vụ chìm tàu ngầm nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tỏ dấu hiệu rằng nước này sẽ đầu tư vào khí tài quân sự. The Nikkei chia sẻ hiện indonesia đang trong quá trình đàm phán thỏa thuận hợp tác sản xuất với hàn quốc cho số tàu ngầm bổ sung và theo đuổi hợp tác kỹ thuật với tập đoàn đóng tàu du trong khi đó pháp nga và thổ nhĩ kỳ đã ngỏ lời muốn bán tàu cho jakarta nhật cũng được cho là đang có ý định bán tàu cho indonesia nhưng chưa đánh tiếng chảo mua nhật cũng đang xem xét ý tưởng bán tàu ngầm cho jakarta ngoài ra indonesia còn có kế hoạch mở rộng đội khinh hạm trong số 4 tàu ngầm đang hoạt động của Indonesia, hai tàu được chế tạo ở Hàn Quốc và một tàu được sản xuất trong nước bằng công nghệ của Hàn Quốc. Con tàu xấu số, số KAI Nagala 402 được tân trang ở Hàn Quốc vào năm 2012. Khi nhập khẩu thiết bị quốc phòng, Indonesia đều yêu cầu chuyển giao công nghệ để nâng cao năng lực kỹ thuật trong nước và tạo việc làm. Hàn Quốc đề nghị các điều khoản và giá ưu đãi, nhưng Indonesia chưa thỏa mãn với các tàu Hàn Quốc vì vấn đề nguồn điện kết nối với ác quy và nhiều vấn đề khác tàu ngầm của nhật bản hiện đại hơn chạy êm hơn có thời gian hoạt động dưới nước dài hơn nhưng giá cũng cao hơn và các điều kiện chuyển giao công nghệ khó khăn hơn